Bây giờ xin mời bà con mình nghe bài Những email rất ngắn và thật về Lam Sơn 719 do Kiều Công Cự ghi. Khởi đi từ một email của cụ Niêm post lên diễn đàn làng 22. Con cháu của cụ mà đọc thì chắc là không hiểu cái gì hết. Nhưng những người trong cuộc cùng trang lứa với cụ thì cảm động lắm. Có người rơi nước mắt. Đúng vậy, hồi đó khoảng 47 năm về trước, có một anh chàng trẻ tuổi tên Nguyễn Văn Niêm, có cái nickname là Niêm Tóc Đỏ, quê tận Ba Tri, Bến Tre, từ giả xứ dừa lên cao nguyên Lâm Viên, vào tận ngọn đồi một năm để đăng lính. Sau 2 năm ca bài, ta đoàn sinh viên võ bị Việt Nam nhuần nhuyễn, được sư phụ cho xuống núi, cũng cái tính ham đất lạ đường xa nên hăng hái đầu quân vào sư đoàn giới tuyến, rồi miệt mài chiến trận và bây giờ về hưu nhàn nhã. Nhớ lại chiến trường xưa, lần đổ quân vào tận Trepol trong cuộc hành quân Lam Sơn 719, Việt Cộng chẳng làm gì được ta mà lại bị anh chàng đồng minh đổ lửa lên đầu. Cụ kể lại rằng thiết đoàn một tại Hạ Lào. Sau vài phi tuần B-52, chúng tôi được bốc lên khoảng 30 trực thăng UH. Từ trên nhìn xuống đoạn đường từ biên giới tới Cherbourg, tôi thấy không biết bao nhiêu là hố bom đỏ như màu đất đỏ ấp Thái Phiên. Trùng trùng điệp điệp như cái rổ sảo khổng lồ, đạn phòng không của địch quân bắn lên đang chéo đỏ cả bầu trời. Cái chết rình rập có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hình như là 4 chiếc trực thăng võ trang Cobra nhào xuống bắn bay nhầy bãi đáp Sophia. Rồi chúng tôi nhảy xuống từ độ cao khoảng hơn 1 mét, giữa vùng cát bụi mịt mù. Đại đội tôi bung rộng ra và chiếm cao điểm 768. Đại đội 3 bung rộng về phía sông Seyphon. Trung tá Vĩnh Giác, trung đoàn phó trung đoàn, vào hệ thống nội bộ của tôi theo dõi. Nghe báo chiếm được đồi 768, thì ông cho lệnh bóc ngay cánh A của tiểu đoàn còn lại. Ngay lúc đó bất ngờ một phi tuần của không lực Mỹ thả sai một quả bom napalm xuống ngay trên đầu đại đội của tôi. Tôi và khoảng 30 anh em khác bị đốt cháy, lăn lộn, quần áo cháy tả tơi, phỏng phù lên cùng mình. Chúng tôi được băng bó tạm thời, chờ trực thăng đổ quân bốc về Khe Sanh, rồi tiếp tục tặng thương bốc về bệnh viện dã chiến Mỹ tại căn cứ Ái Tử. Trong khi chờ bốc về Khe Sanh thì một thảm nạn nữa xảy ra trong đợt đổ quân tiếp theo. Tôi thấy một chiếc trực thăng chở cánh A của tiểu đoàn bị trúng đạn phòng không của địch, bốc cháy nhào đầu xuống cuối bãi đáp. Sao mới biết đó là chiếc UH chở thiếu tá tiểu đoàn trưởng, băng tham mưu, phi hành đoàn Mỹ và những người trên trực thăng chết hết. Tất cả đều được lấy xác mang về. Sau thời gian chữa trị, tôi được xuất viện. Lần này tôi hoán đổi đơn vị cùng người bạn. Tôi về lại sư đoàn 7 bộ binh, chiến đấu ngay trên phần đất quê hương mình. Tôi không biết mình nên vui hay buồn, nhưng ở đâu tôi cũng đều chiến đấu cho đất nước tôi. Đó là thời điểm quyết liệt nhất và cũng là mục tiêu sau cùng hiểm hóc nhất, tàn bạo nhất của cuộc hành quân mang tên Lam Sơn 719, xảy ra từ ngày 8 tháng 2 và chấm dứt ngày 6 tháng 4 năm 71, với biết bao xương máu của các quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã đổ xuống. Cuộc hành quân được xác định thời gian rõ ràng, qua 4 giai đoạn, với mục đích là phá hủy những kho tàng tiếp liệu và cắt đứt những con đường tiếp vận của Cộng sản Bắc Việt. Tại căn cứ 604 Trepol và căn cứ 611 Tây Nam Khe Sanh bên kia biên giới Lào, thành phần tham dự được phân nhiệm như sau. Sư đoàn 1 bộ binh gồm có trung đoàn 1 và 3 mở những cuộc hành quân tạo thành căn cứ 611 và tiến song song về Trepol. Trung đoàn 2 trừ bị ở phía nam vùng phi quân sự, trung đoàn 54 bảo vệ phía tây thành phố Huế. Sư đoàn dù gồm lữ đoàn 1, tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 8, tiểu đoàn 9 và đại đội 1 trinh sát phối hợp với lữ đoàn 1 kỵ binh, thiết đoàn 11 và thiết đoàn 17 tiến vào Bản Đông, vừa sửa chữa con đường số 9
vừa thiết lập căn cứ A lưới. Lữ đoàn 3 gồm tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 3, tiểu đoàn 6, đại đội 3 trinh sát thiết lập căn cứ 30 và 31 phía Bắc và Đông Bắc A lưới. Lữ đoàn 2, tiểu đoàn 5, tiểu đoàn 7, tiểu đoàn 11 và đại đội 2 trinh sát túc trực tại làng quay sẵn sàng tiến chiếm Chevron khi các căn cứ phía Bắc và phía Nam đường chính đã ổn định. Sư đoàn thủy quân lục chiến trừ bị cho quân đoàn. Liên đoàn 1 biệt động quân gồm Bộ Chỉ huy Liên đoàn và Tiểu đoàn 37 tại căn cứ Phú Lộc. Hai tiểu đoàn 39 và 21 được trực thăng vận vào hai căn cứ biệt động quân Bắc và biệt động quân Nam, bảo vệ an ninh và làm tiền đồn phía Bắc. Quân đoàn 24 Hoa Kỳ thiết lập và yểm trợ toàn bộ hỏa lực chuyển quân tiếp tế tản thương cho cuộc hành quân. Tuy nhiên, các cố vấn Mỹ của các đơn vị tham chiến không được phép bước vào lãnh thổ Lào. Trong giai đoạn đầu của cuộc hành quân, hai tiểu đoàn 1 và 8 dù cùng với hai thiết đoàn 11 và 17 vượt biên giới tiến dọc theo đường số 9 về Bản Đông. Hai ngày sau, các đơn vị này bắt tay được với tiểu đoàn 9 dù đã được trực thăng vận vào thiết lập căn cứ hỏa lực A lưới. Ta hãy đọc một email của Võ Văn Đức có nickname là Đức Cầu kể lại cuộc chuyển quân đầu tiên. Tôi muốn quên hết những trận chiến đẫm máu của đồng đội và kẻ thù trên chiến trường năm xưa để dùng nỗ lực góp phần nhỏ nhoi còn lại của đời mình tại hải ngoại vào cuộc đấu tranh chung với toàn dân nhằm chống lại và lật đổ bọn Cộng sản Việt Nam buôn dân bán nước. Nhưng theo lời kêu gọi một số bạn khóa 22 và đặc biệt đọc lại một số đoạn hồi ký về Lam Sơn 719 hạ Lào, tôi cảm thấy mùi thuốc súng bốc lên và nhớ lại chiến trường xưa ngày nào. Tiểu đoàn 1 nhảy dù có thiết giáp tăng cường vượt biên giới Lào Việt theo quốc lộ 9, hành quân vào vùng Bản Đông, tiến đến căn cứ A lưới. Đại đội 14 tao ngộ chiến với địch, giết chết sư đoàn trưởng tên Vũ Xuân Rục, tư lệnh vùng, cùng quyển nhật ký trên người của y. Nhờ thế chúng ta biết được ý định hành quân của địch. Ý định của chúng là trút hết lực lượng để chúng ta vào sâu trong nội địa Lào rồi quá đít đánh Bộc Hậu. D-11 của tàu di chuyển với thiết giáp vào sâu khoảng 10 cây số, gặp một dãy đồi chắn ngang. Tôi cho lục soát và tìm thấy rất nhiều giao thông hào, hầm hố chằng chịt. Tôi báo cáo và được lệnh đóng quân tại chỗ. Tối hôm ấy địch tấn công nhiều đợt, nhưng bị đẩy lui và bỏ lại khoảng 30 xác chết. Sau đó đại đội tôi tiếp tục mở đường về hướng Tây núi đồi chậm rạp. Sau này được thiết lập căn cứ hỏa lực gọi là A lưới, như đã nói trên. Đơn vị tôi di chuyển được vài cây số thì gặp một con suối sâu có nước cạn. Bên kia con suối địch đào hầm hố còn mới tinh và có dấu vết trút về hướng Bắc. Tôi tưởng tượng nếu địch còn đóng quân, chắc chắn đại đội tôi phải trả giá rất nặng nề mới qua được bờ suối bên kia. Từ đây, đại đội tôi di chuyển về hướng Bắc sát nhập với tiểu đoàn hành quân lục soát. Tiểu đoàn vào căn cứ của địch và chạm súng ác liệt trên nhiều ngọn đồi và bị cầm chân nhiều ngày. Có một quả đồi, mặc dù ta đã bắn nhiều trăm quả pháo binh khiến đồi đã bị cháy, nhưng địch vẫn cố bám. Đại đội tôi bị tổn thất sau nhiều đợt tấn công. Cuối cùng, tôi trực tiếp chỉ huy một tiểu đội tấn chiếm mục tiêu. Tiểu đội chia làm hai cánh, dưới chân đồi bò lên bắn yểm trợ không cho địch ngóc đầu ra khỏi hầm. Riêng tôi ném ba nón sắt lựu đạn khoảng gần 30 quả vào các hầm của địch quân. Có nhiều quả lọt vào hầm, việc cộng bị thương bỏ lại nhiều súng các loại và nhiều vết máu trút chạy về phía bên kia chân đồi. Trong lúc tôi ném lựu đạn M26, thì địch cũng ném nhiều lựu đạn chạy về phía chúng tôi. Chúng tôi phải lăn lộn tránh né. Sáng hôm sau, Việt Cộng lại tấn công chúng tôi như mưa bằng súng Thượng Liên B-40, B-41 từ dưới chân đồi. Chiều hôm sau, tiểu đoàn được tiếp tế lương thực và đạn dược. Tiểu đoàn bị pháo kích. Tôi và nhiều anh em bị thương. Sáng hôm sau, tôi đã được tải thương về Khe Sanh. Trong thời gian tôi nằm ở bệnh viện, một sự kiện quan trọng không ngờ đã xảy ra đối với sư đoàn nhảy dù. Là căn cứ hỏa lực 31 của lữ đoàn 3 dù bị địch tràn ngập với hỏa tiễn, xe tăng và bộ binh.
Đại tá Thọ bị bắt và đại úy Đương pháo đội trưởng tự vẫn không để địch bắt. Tôi trở về đơn vị cũ trong chiến trường Hạ Lào với nỗi xót xa. Trước khi về tiểu đoàn một dù, tôi được trực thăng thả xuống căn cứ hỏa lực A Lưới và cũng là bộ chỉ huy lữ đoàn một dù. Căn cứ bị pháo kích tan tành, khói lửa vẫn còn âm ỉ và thỉnh thoảng Việt Cộng gửi vài quả 130 ly hoặc hỏa tiễn làm quà. Từ lữ đoàn đến tiểu đoàn khoảng chừng 2 cây số, đường hoang vắng đầy hầm hố. Vài chiếc trực thăng hư hỏng với hàm răng cá mập nằm chơ vơ của người bạn Hoa Kỳ. Tôi ba lô trên vai và khẩu con cầm tay lầm lũi tiến bước về tiểu đoàn. Lòng dặn lòng, nếu xui gặp mấy thằng Việt Cộng giữa đường thì chơi luôn chứ không để chúng bắt. Sau đó mấy ngày thì tiểu đoàn được lệnh tổng thiết rút quân qua con đường căn cứ hỏa lực A Lưới trở về hướng đông trên quốc lộ 9 và dừng lại bên con suối cạn mà tôi đã đề cập lúc tiến quân vào. Việt Cộng phát giác việc rút quân và pháo kích dữ dội. Khi đoàn xe đang dừng trên bờ suối thì đột nhiên chiếc xe M113 lao về phía suối và tôi nghe tiếng súng AK, B40, B41 nổ. Biết rằng bị phục kích, tôi bảo tài xế xe tôi đang chạy theo, dừng lại và phóng xuống xe. Tôi ra hiệu một chiếc khác nhưng đã quá muộn và bị bốc cháy. Sau khi thanh toán ổ phục kích của địch, tiểu đoàn 1 nhảy dù, thiết giáp cùng toàn bộ sư đoàn dù tiếp tục rút qua biên giới Lào-Việt. Trên đường rút quân, địch phục kích nhiều chốt trên quốc lộ 19 gần con sông Lao Bảo. Nhưng đoàn quân mở con đường khác trở về Đông Hà. Qua khỏi vùng đổ nát hoang tàn, Việt Cộng phục kích một lần nữa, đánh đoàn quân thiết giáp và bộ binh Mỹ đang mở đường cho ta rút quân. Tôi thấy nhiều binh sĩ Mỹ tử thương còn nằm rải rác bên lề đường. Các binh sĩ Mỹ trên các chiếc M113 đang nhả đạn về phía địch, và các trực thăng võ trang cũng đang khai hỏa để yểm trợ đoàn xe thiết vận xa Việt Nam, chở đầy binh sĩ vượt qua. Tôi xúc động vô cùng trước sự hy sinh của họ. Cũng trong một email khác có sự tham dự của một người bạn khóa 22, binh chủng thiết giáp thuộc lữ đoàn 1 kỵ binh, dưới sự chỉ huy của Đại tá Nguyễn Trọng Luật. Thiết đoàn 17 kỵ binh trực thuộc lữ đoàn 1 kỵ binh, trách nhiệm vùng 1 chiến thuật, trong vai trò tổng trừ bị. Đơn vị tôi, ngoài những cuộc hành quân Tảo Thanh Bình Định, được tăng phái cho các tiểu khu, thường được đặt dưới quyền điều động của thủy quân lục chiến, nhảy dù, biệt động quân. Nhờ đó, tôi được có mặt hầu hết các trận chiến nặng nề của vùng hỏa tuyến, trong đó có trận Hạ Lào, Lam Sơn 719, tăng phái cho sư đoàn nhảy dù, tiến vào đất Hạ Lào theo trục quốc lộ 9. Tôi tham dự hành quân Lam Sơn 719 trong chức vụ chi đoàn phó chi đoàn 2/17 thiết kỵ. Tuy nhiên, vì điều kiện khá đặc biệt, nên tôi đã phải thay thế vị chi đoàn trưởng, điều động đơn vị hầu như suốt cuộc hành quân. Chi đoàn 2/17 thiết kỵ có lệnh rời vùng đang hành quân Tảo Thanh tăng phái cho chi khu Hiếu Đức Quảng Nam. Khi không khí Tết nguyên đáng như còn vương trên những hàng me cằn cỗi, những ngọn đồi trọc, những đường thông thủy lấp xấp từng đám cây gai chằng chịt, cách quận lỵ Hiếu Đức 6 cây số về hướng Tây. Để đánh lạc hướng địch, chi đoàn 2/17 thiết kỵ được lệnh hành quân lục soát vùng đồi trọc cách khoảng 5-6 cây số phía bắc thị xã Đông Hà. Sau vài ngày, chi đoàn nhận lệnh trở về bố trí dọc quốc lộ 9 khi cuộc hành quân Lam Sơn 719 bắt đầu. Vượt điểm mốc biên giới Lào Việt khoảng 3 giờ chiều ngày hôm sau, tôi ngạc nhiên khi thấy một tấm bảng nhỏ bằng ván ép ghi hai dòng chữ Việt và Mỹ. Quân nhân Hoa Kỳ không được vượt qua ranh giới này. Một thượng sĩ Mỹ cố vấn trên xe tôi đã nhận lệnh từ trước nên nhanh chóng ôm ba lô nhảy khỏi chiếc thiết vận xa chỉ huy, ném lại cho tôi 2 cây banh man, cười bye, good luck, và được một xe quân cảnh Mỹ chở về sau. Thiết giáp Hoa Kỳ tại Khe Sanh ghi chú: mỗi chi đoàn thiết kỵ hoặc chiến xa có 2 cố vấn Mỹ, một sĩ quan thường cấp đại úy khi hành quân, thường cùng chi đoàn trưởng ngồi chung thiết vận xa chỉ huy, một hạ sĩ quan thường trung sĩ hoặc thượng sĩ
khi hành quân thường cùng chi đoàn phó ngồi chung Thiết Vận Xa chỉ huy. Qua khỏi căn cứ A Lưới đang thiết lập, thiết đoàn 17 kỵ binh, Trung tá Nguyễn Xuân Dung dẫn đầu, bắt đầu rẽ phải tại một ngã ba đất đỏ trên hệ thống đường mòn Hồ Chí Minh, cùng với tiểu đoàn 8 nhảy dù, tiến theo hướng Bắc, Tây Bắc. Có lẽ địch có kế hoạch nhử ta vào sâu trong đất Lào, với vùng chiến trường đã được chúng chuẩn bị trước, nên mấy ngày đầu bình yên. Dù chiến xa M41 và M113 rất khó khăn khi vượt qua những đường đất nhỏ hẹp khúc khuỷu, độc đạo. Một bên là núi cao rậm rạp, một bên là vực sâu thăm thẳm. Với địa thế như vậy, xạ trường cho thiết giáp hoàn toàn bị giới hạn. Lại thêm chiến trường lạ, chúng tôi nhận rõ ưu thế chủ động và yếu tố bất ngờ hoàn toàn thuộc về đối phương. Để đối phó, chúng tôi đồng ý dùng chiến thuật nhảy dù tùng thiết lục soát cách đường vài chục mét, phía bờ cao, luôn đi trước thiết giáp từ 50 tới 100 mét. Thiết giáp chỉ tác xạ khi có lệnh của đơn vị dù để tránh bắn lầm. Khoảng 5 ngày, địch bắn quấy rối, rồi chém về, lần chạm địch đầu tiên tại một ngọn đồi. Có lẽ là trận do bản Đức Cồ đã nói, chi đoàn 217 thiết kỵ cùng một đại đội dù tấn công chiếm mục tiêu khá dễ dàng. Vì địch chỉ bắn trả lúc đầu rồi rút chạy, đó là một kho đạn, rất nhiều vỏ đạn đồng 122 ly còn mới, một số súng AK, đạn B40, B41, vân vân. Đơn vị nhận lệnh phá hủy rồi tiếp tục tiến quân. Mấy ngày sau, dù không chạm súng, nhưng địch đã bỏ lại bên đường một chiến xa T-54 vẫn còn trong tình trạng tốt. Bên trong còn cả những áo giáp của Nga, những thùng lương khô của Trung Cộng. Tôi nghe nói lệnh thượng cấp cho kéo về Khe Sanh, nhưng với tình hình chiến trường sau đó, không biết lệnh này có thi hành được không. Bộ chỉ huy Liên đoàn 1 biệt động quân dưới quyền chỉ huy của Đại tá Nguyễn Văn Hiệp và Liên đoàn phó là Trung tá Lê Bảo Toàn, cùng với Tiểu đoàn 37, Thiếu tá Trần Văn Ngân, Đại quý Lại Thế Thiết, Tiểu đoàn 64 pháo binh thiết lập căn cứ Phú Lộc 900 mét, Tiểu đoàn 21, Thiếu tá Nguyễn Hiệp, Đại quý Quách Thưởng, được trực thăng vận đến bãi đáp biệt động quân Nam, cách căn cứ hỏa lực 30 khoảng 5 cây số về hướng Tây Bắc. 3 ngày sau, tiểu đoàn 39 biệt động quân, thiếu tá Vũ Đình Khang, đại quý Đỗ Đức Chiếm, được trực thăng vận đến bãi đậu biệt động quân Bắc ở cao độ 500 mét. Hai vị trí này được xem là hai tiền đồn phía Bắc, với mục đích quan sát những hoạt động chuyển quân của Việt Cộng, đồng thời trì hoãn các cuộc tấn công của địch vào trục tiến quân chính của ta. Tại phía bắc quốc lộ 9, lữ đoàn 3 dù đổ quân thiết lập hai căn cứ 30 và 31. Các trung đoàn 1 và 3 của sư đoàn 1 bộ binh cũng được đổ quân vào các bãi Hotel, Don, Delta ở phía nam của đường 9 và đông nam của căn cứ hỏa lực A Lưới, hành quân lục soát vùng hậu cần 611. Tiếp tục trục tiến quân của lữ đoàn 1 dù và lữ đoàn 1 kỵ binh. Mời các bạn đọc một email của Trương Văn Úc viết theo lời kể của Trần Cao Quang, biệt danh Tây Nhà Đèn. Ngày N, 8 tháng 2, 1971, vượt biên giới với một chi đoàn M113. Tiểu đoàn 8 nhảy dù tiến quân dọc theo con đường chính về phía Bắc, khoảng từ 500 mét đến 1 cây số và tiểu đoàn 1, cùng với lữ đoàn 1, đại tá Lê Quang Lưỡng, trung tá Lê Văn Ngọc, trên đường 9. Ngày 9 tháng 2, tiểu đoàn 9 được trực thăng vận vào Quảng Đông, xa ở phía Bắc, là tiểu đoàn 2 trực thăng vận xuống căn cứ hỏa lực 30. Bộ chỉ huy lữ đoàn 3, trinh sát 3, tiểu đoàn 3 xuống căn cứ hỏa lực 31 với hỏa lực phi pháo tối đa. Ngày N4, sư đoàn 308 bắt đầu tấn công biển người từ hướng Bắc, trước mặt là hướng Tây chạm trán với sư đoàn 304 Cộng sản Bắc Việt. Ngày không ăn, đêm không ngủ, tôi chỉ ôm cái ống liên hợp gào thét hết pháo rồi đánh phi, có khi kéo lại gần cận phòng gần cháy mặt. Khổ nổi, địch quân tránh phi pháo của mình nên nó bám sát mình như đĩa. Tình trạng như trọng trấu, hỏa lực của thiết giáp không dám yểm trợ gần, mà tác xạ xa thì bắn vào đâu, lệnh trên bằng mọi giá,
tiểu đoàn 8 buôn tập về hướng Tây để giữ cảnh sườn cho lữ đoàn 1 và tiểu đoàn 1. Tiểu đoàn 1 pháo binh củng cố căn cứ A Lưới. Cũng may là sư đoàn 304 chỉ nhử quân ta vào sâu để sư đoàn 308 khóa đích. Ngày N cộng 11, cuối cùng tao với Vân Đen 82 và 84 cũng đến được hơn lộ 92, cách A Lưới khoảng 1 cây số về hướng Bắc để tùng thiết với chi đoàn 2/17. Theo hơn lộ 92 tiến lên hướng Tây Bắc để tiếp cứu lữ đoàn 3 và tiểu đoàn 3, đại đội 3 trinh sát ở căn cứ hỏa lực 31. Nhưng đã quá trễ vì địa thế khó di chuyển của thiết giáp. Nên ngày N cộng 16 thì tôi nghe tin căn cứ 31 thất thủ, dĩ nhiên là phải đến số phận của tiểu đoàn 8. Đúng như những dự tính, ngày N cộng 17, sau khi đại đội của tôi đón được khoảng 50 người thoát từ căn cứ hỏa lực 31, thì cơn bão táp ập tới. Trên hệ thống truyền tin lộng xà ngầu, việc cộng dùng PRC-25 của mình vào tần số nội bộ cấp đại đội, tôi bẻ cổ vịt thì nó cũng đi theo, mã hóa tần số thì nó cũng biết, chỉ nhận được chỉ thị ngắn là rút về hướng đông nam gặp đường chính, thế là mạnh ai nấy dọt. Sư đoàn 304 và sư đoàn 308 nhập cuộc, vì thế tôi dọt bốn phương tám hướng chỗ nào cũng gặp tụi nó, cũng may tôi mò về được tới tiểu đoàn, với cái quần nhảy dù te tua như cái quần xà lõn cùng phân nửa quân số. Cũng may, lữ đoàn 1 cùng 3 tiểu đoàn cơ hữu 189 về được đến Lao Bảo. Cảm ơn đã nhắc tới, chứ thiệt ra tôi đã quên gần hết kể từ ngày tôi bị đi tù. Tôi sang Pháp 30 năm nay, đi cày và sống trong cái làng nhỏ bé này, không có một người Việt Nam, nên cô đơn quạnh quẽ vô cùng. Theo kế hoạch hành quân, sư đoàn dù và sư đoàn 1 bộ binh cùng tiến về phía Tây. Mỗi bước về phía trước phải được củng cố neo chắc trên một căn cứ hỏa lực. Những người thiết lập kế hoạch hành quân Lam Sơn 719 đã tỏ ra tin tưởng rằng chiến thuật này phối hợp với sự yểm trợ hỏa lực tối đa của không quân Mỹ và Việt Nam sẽ hoàn thành nhiệm vụ với sự thiệt hại tối thiểu. Cho nên, hai trung đoàn 1 và 3 của sư đoàn 1 bộ binh vẫn tiếp tục tiến và lữ đoàn 2 dù đang có mặt tại làng Vây, sẵn sàng để trực thăng vận vào chiếm Chepol. Nhưng những biến cố xảy ra sau đó đã thay đổi tình hình một cách mau chóng. Cộng quân đâu có thể để cho cái yết hầu của mình bị cắt đứt, và bằng mọi giá chúng phải giữ chặt, vì đó là sự sống còn của chế độ Cộng sản Bắc Việt và chiến lược nhuộm đỏ thế giới của đệ tam quốc tế. Vì thế, chúng đã điều động một lực lượng đông đảo chưa từng thấy, và mở ra nhiều trận tấn công biển người vào các lực lượng của ta. Một đơn vị của sư đoàn 1 bộ binh, dưới mũi tên là Đại Quý Tư, khóa 22, Võ Bị. Chúng đã thành lập binh đoàn B-70, gồm các sư đoàn 304, 308, 320 ở phía đông, tăng cường cho binh đoàn Trường Sơn, đoàn 559, cộng 8 binh trạm, quân số lên tới 64.000. Gồm bộ đội, dân công và thanh niên xung phong. Ngoài ra binh đoàn còn được tăng cường sư đoàn 968 và sư đoàn 2 thuộc mặt trận B5, hiện đang chịu trách nhiệm vùng Atropville và toàn bộ vùng Hạ Lào. Ở phía nam có sư đoàn 324 thuộc quân khu Trị Thiên, với các binh trạm 41, 32 và 33, trực tiếp đối đầu với lữ đoàn 147 và 258 thủy quân lục chiến. Nên nhớ, mỗi binh trạm là một đơn vị chiến đấu độc lập của Việt Cộng. Ngày 18 tháng 2, những trận tấn công của địch bắt đầu với tiểu đoàn 39 biệt động quân ở phía Bắc. Địch điều động trung đoàn 102 thuộc sư đoàn 320. Tấn công áp đảo, nhưng tiểu đoàn 39 vẫn bảo vệ được vị trí. Pháo binh từ căn cứ Phú Lộc đã yểm trợ một cách tích cực. Ngày hôm sau, thời tiết xấu và phòng không của địch quá mạnh, khiến không quân của ta không can thiệp hữu hiệu được. Đến chiều ngày 20 tháng 2, liên lạc truyền tin với tiểu đoàn 39 bị cắt. Thiếu tá tiểu đoàn trưởng Vũ Đình Khang cùng đại quý Đỗ Đức Chiến đã phải rời bỏ căn cứ và đưa 199 quân nhân. Trong tổng số 430 người còn khả năng chiến đấu, mở đường máu về tiểu đoàn 21 biệt động quân. Ngày 21 tháng 2,
vị trí này đã bị pháo 130 ly của địch dập nát. Ba ngày sau đó, 24 tháng 2, tiểu đoàn 21 nhận được lệnh rút về căn cứ hỏa lực 30, rồi từ đây họ được trực thăng vận về Phú Lộc. Bây giờ, địch tập trung lực lượng vào căn cứ hỏa lực 31, bản doanh của Bộ Chỉ huy Lữ đoàn 3, Đại tá Nguyễn Văn Thọ, Trung tá Phạm Hy Mai, cộng Bộ Chỉ huy Tiểu đoàn 3, cộng Bộ Chỉ huy Tiểu đoàn 3 pháo binh và Đại đội 31. Bên ngoài căn cứ còn có Đại đội 3 trinh sát, bố trí trên một ngọn đồi phía Tây, và 3 đại đội 34, 33 và 32 đã mở rộng hành quân quanh vùng núi Tây Bắc và Đông Nam để tăng cường an ninh cho căn cứ hỏa lực 31. Một kế hoạch tăng viện nhằm trực thăng vận tiểu đoàn 6 dù vào một sườn núi Tây Bắc của căn cứ trong ngày 13 tháng 2. Sườn này kiểm soát được thung lũng chạy theo hướng Đông Nam của căn cứ và là nơi xuất phát những đợt pháo kích của địch vào quân bạn. Mặc dù nhiều đợt B-52 đã trải thảm để dọn bãi và những đường tiến sát, đoàn trực thăng chở đại đội đầu tiên của tiểu đoàn 6 bị pháo kích dữ dội ngay khi vừa đáp xuống bãi. Những đại đội khác phải đáp xuống những bãi không được dự trù trước ở kế bên. Khi vừa chạm đất, họ phải tản rộng ra trong vòng một cây số, nhưng pháo địch vẫn bám theo. Tiểu đoàn bị tan nát và phải lui về phía nam để đến gần căn cứ 31. Từ đó cho đến ngày nhận được lệnh lui binh, tiểu đoàn 6 không thể nhận được một nhiệm vụ nào. Cũng để tăng cường cho căn cứ 31, tiểu đoàn 7 dù, thiếu tá Lê Minh Ngọc, thiếu tá Trần Đăng Khôi cũng nhận được lệnh trong ngày 20 tháng 2 rời khu vực Hương Hóa, di chuyển bằng xe đến làng Vây, theo quốc lộ 9 mà tiến về Bản Đông. Tiểu đoàn đã đến căn cứ A Lưới 3 ngày sau đó. Trong đêm 23 tháng 2, một toán đặc công đã xâm nhập vào căn cứ từ phía Tây. Địch tiếp tục pháo kích và không cho trực thăng đến gần để yểm trợ. Nhiều quân nhân tử thương và bị thương vẫn còn giữ lại căn cứ 3-4 ngày vì không thể tản thương. Lúc 11 giờ ngày 25 tháng 2, địch pháo kích vào căn cứ bằng đủ loại đạn. 2 giờ sau đó, hỏa lực của các loại súng nhỏ từ mọi hướng đồng loạt nhắm vào căn cứ và xe tăng địch xuất hiện ở phía nam. Sau đó căn cứ đã bị tràn ngập. Trung đoàn 64 thuộc sư đoàn 320 là đơn vị chính tràn vào căn cứ. Một số lính dù đã tìm cách để thoát ra khỏi căn cứ, nhưng một số đã bị bắt. Trong đó có Đại tá Nguyễn Văn Thọ, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 3, và Thiếu tá Lê Văn Châu, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 pháo binh, riêng Đại úy Nguyễn Văn Đương, pháo đội trưởng dù đã tự sát. Trung tá Lê Văn Phát đã thoát được ra ngoài. Xin đọc một đoạn email sau đây của Phạm Xuân Thiếp, Đại đội trưởng Đại đội 32, kể lại. Thiếp cùng với gia đình hiện định cư tại Đức Quốc. Kính làng 22, bạn Đức thân. Thấy bạn Đức nhắc tên, đành phải giơ tay đứng dậy, trước thăm các bạn trong làng ta và gia quyến vui khỏe. Sau xin thông cảm nếu có gì sơ suất. Vâng, bạn Đức cậu ơi, chức vụ cao nhất của anh em mình lúc đó ở dù chỉ là đại đội trưởng. Tôi cũng thế. Được xử lý đại đội trưởng khi đơn vị vào lưỡi câu, đến hạ lầu với tiểu đoàn 3, các đại đội trưởng tác chiến lúc đó, đại quý Ngô Tùng Châu khóa 18, đại quý Lê Thành Bôn khóa 19, đại quý Trương Văn Vân khóa 20, và tôi là trung quý đại đội trưởng đại đội 32 khóa 22. Có lẽ trên thương nên được đẩy ra giả ngoại, cùng tiểu đoàn vào thiết lập căn cứ 31, khi đổ quân. Một trực thăng bị bắn rơi, có một trung đội trưởng và 8 binh sĩ cùng phi hành đoàn ghi nhận mất tích. Đại đội 2 và đại đội 4, kẻ Tây Bắc người Đông Nam bung ra lục soát. Đại đội 2 phát giác địch, nổ súng, Việt Cộng chạy mất, để lại một địa bàn trung cộng. Sáng hôm sau, trực chỉ mục tiêu X, không nhớ rõ tọa độ. Nửa đường đổi lệnh kéo sang tăng cường đại đội 4, đang chạm địch nặng. Nhường X cho đại đội 3, niên trưởng Lê Thành Bôn đã tử trận tại mục tiêu này. Mục tiêu X được hai đại đội của tiểu đoàn 6 sau đó trực thăng vận. Quân đổ đến đâu bị pháo dập đến đó, phần sống sót chạy về căn cứ hỏa lực 31.
Đại đội 1 cũng rút về phòng thủ. Đại đội 2 và đại đội 4, Đại Quý Châu, tiếp tục lục soát vùng Tây Bắc căn cứ. Đại đội 4 đốt kho gạo, dầu và tịch thu 12 khẩu 82. Đại đội 2 chỉ chậm nhẹ, bắt một tù binh xin hồi chính, tịch thu vài súng cá nhân. Tuần lễ đầu, ngoài mục tiêu S không chiếm được, căn cứ chỉ bị pháo cầm chừng. Sang tuần thứ hai, địch tấn công thăm dò các tiền đồn và gia tăng pháo kích, càng ngày càng khốc liệt, đồng thời bám sát, bao vây và trực xạ vào căn cứ, tiếp tế và tản thương gần như bế tắc. Ngày 24 tháng 2, địch mở màn tấn công bằng thiết giáp, bộ binh, nhưng chỉ chiếm được tiền đồn và bị đẩy lui. Ngày 25 tháng 2, tôi đến điểm hẹn để bắt tay với đơn vị tăng cường căn cứ 3, gồm hai chi đoàn thiết giáp và hai đại đội tiểu đoàn 8. Họ đến không kịp vì trở ngại. Cũng trưa ngày này, địch bắt đầu tấn công căn cứ 3, tất cả 3 lần. Lần 2, một thiết giáp địch đã tới hầm chỉ huy lữ đoàn 3, nhưng không có bộ binh, lại tụt xuống. Chi tiết này do một binh sĩ đại đội 2 leo cây quan sát. Sau đợt này, một chiếc Phantom yểm trợ bị phòng không địch bắn rơi, phi công nhảy dù ra và các trực thăng võ trang quay đi tiếp cứu, không còn sự yểm trợ không quân. Lợi dụng tình hình này, địch mở đợt tấn công lần 3 và căn cứ đã bị tràn ngập. Những liên lạc sau cùng tôi nghe được. Hệ thống tiểu đoàn, trung tá Phát chạy về hướng Hồng Thiếp, đại đội 2. Hệ thống tiền sát viên, đại quý đương thì thầm nói với tiền sát viên đại đội. Tao chỉ còn một quả lựu đạn, sau đó là im lặng vô tuyến. Tao vội cho lệnh đổi ngay vị trí, chỉ để lại một chút để hy vọng đón người thất lạc. Ngày hôm sau, nhận chỉ thị vào hệ thống tiểu đoàn 8. Hai đại đội còn lại của tiểu đoàn 3 tái chiếm đồi 3. Chúng tôi mới chiếm được tiền đồn, cách căn cứ 31 khoảng 600 mét. Sau khi chậm nhẹ, quan sát mục tiêu khá rõ. Người lên xuống giao thông hào lố nhố, mặc đồ nhảy dù. Xin tác xạ không được vì sợ còn phe ta. Chỉ đóng quân qua đêm chờ lệnh, đêm đó đón được 3 lính phe ta. Sáng sau, được phép tác xạ để tấn công. Vừa một quả chưa kịp điều chỉnh, địch ầu ạt trận địa pháo lên đầu hai đại đội trên căn cứ. Địch vừa 61, 60, 81, 82 vừa hàng ngang tràn xuống. Tôi phải bỏ hầm chạy ra tuyến, chưa kịp ngóc đầu thiết giáp địch từ phía sau xuất hiện. Cách tuyến chưa đầy 50 thước. Cũng may khẩu đại bác chưa kịp quay thẳng gốc, một chiếc khu trục đã kịp thời tặng chúng một bom lửa. Lệnh của tiểu đoàn 8 cho chúng tôi bằng mọi cách phải rút về bắt tay với đơn vị bạn. Cách khoảng 2 cây số, chúng tôi đã rút thành công nhưng đau lòng với gần 30 anh em tử thương nằm lại. Riêng đại đội tôi có 11 người. Ngày hôm nay nhớ để mà viết lại trong tâm trạng sám hối của cấp chỉ huy trực tiếp không làm tròn trách nhiệm vì lực bất tòng tâm. Trong khoảng thời gian sau ngày 25 tháng 2, trên đường đi giải vây cho căn cứ 31, một lực lượng đặc nhiệm gồm thiết đoàn 17, tiểu đoàn 8 dù, trong đó có ông Tây nhà đèn Trần Cao Khoan, hiện giờ đang định cư tại Pháp, và thành phần còn lại của tiểu đoàn 3 nhảy dù kể trên, đã chặn đánh địch trong một cuộc giao tranh khốc liệt, chiến thắng thuộc về ta và đã gây được một cái hào khí mới trong cuộc chiến. Chúng ta hãy nghe Trần Cảnh kể lại một đoạn trong email. Các cụ khóa 22. Sau đây tôi bắt đầu thuật lại những trận đánh đầy kịch tính mà tôi còn nhớ của cánh quân gồm lữ đoàn 1 kỵ binh và các đơn vị nhảy dù. Từ lúc cố gắng tiến về căn cứ 31 để cứu vớt những quân nhân bị tan tác trên căn cứ này, đến khi cùng tan tác, có lệnh rút quân về Lao Bảo, Quảng Trị. Theo trí nhớ của tôi, trên trục tiến của cánh quân này trước khi căn cứ 31 thất thủ, địch vẫn im lặng ém đại quân. Có lẽ vừa để nhữ ta tiến sâu hơn vào trận địa của chúng, vừa có thời gian điều quân khóa đường rút về độc đạo của ta khi chúng dùng lực lượng phản công. Trận đánh chiến xa đầu tiên. Địa thế là một đồi trọc hình yên ngựa,
chỉ cách căn cứ 31 đã thất thủ khoảng 3-4 cây số đường chim bay. Bên ta gồm Bộ Tư lệnh Hành quân, Lữ đoàn 1 Kỵ binh, Đại tá Nguyễn Trọng Luật chỉ huy tổng quát, Tiểu đoàn 8 dù bố trí mặt mỏm. Qua một truyền thấp, mỏm bên kia do một trung đội dù làm tiền đồn. Vì khu đồi trọc nên xạ trường khá trống trải. Trận chiến bắt đầu khoảng gần trưa, trời Lào đang nắng gắt. Khi tiền đồn phát hiện nhiều địch xuất hiện ở bìa rừng kế đó, có cả tiếng xe tăng, khoảng một tiếng đầu. Chỉ bộ binh địch xuất hiện, chúng tiến men theo hai bên truyền và tất nhiên là những mục tiêu tốt cho các thiên thần mũ đỏ và những nòng đại liên 50-30 của M113. Sau đó, chiến xa chúng tràn vào, có bốn chiếc xuất hiện ở mỏm đất yên ngựa bên kia là cấp chỉ huy một đơn vị thiết giáp. Nhưng lần đầu tiên đối đầu với chiến xa địch, tôi thấy những điều lạ. Thứ nhất là dù đang tiến vào mục tiêu, trên mọi chiến xa địch đều có cắm một lá cờ đỏ khá lớn, bay phất phới theo tốc độ xe. Thứ hai, chúng vào mục tiêu với đội hình hàng dọc. Theo chiến thuật của ta, thường thì dù bộ binh hay cơ giới, cũng tiến chiếm mục tiêu theo nhiều đội hình hàng ngang. Sợ quân nhân nao núng, đại tá Luật với súng con trên tay như một anh hùng, chạy từ xe này qua xe khác. Ra lệnh lính thiết giáp lên xe, lính nhảy dù không được rời hố chiến đấu. Tôi cho lệnh chiến xa M41 của thiết đoàn 11 tăng phái, bắn cháy chiếc sau cùng. Khi cột khói đen bốc lên, ba chiếc còn lại vội quay đầu, nhưng không kịp với 5 nòng 76 ly cùng nhả đạn. Bốn khối lửa với khói đen che kín cả ngọn đồi. Trong tiếng reo hò của quân ta, tinh thần vững vàng dù những quả 122 ly bắt đầu rơi quanh vị trí. Đại tá Nguyễn Trọng Luật xui xẻo bị thương ngay quả pháo 122 ly đầu tiên rơi vào vị trí, phải dùng M113 đưa về sau để máy bay tản thương. Gần chiều, Trung tá Nguyễn Xuân Dung thay quyền chỉ huy đã cho lệnh chuyển vị trí vì địch bắt đầu tập trung pháo. Xem như trận đụng độ chiến xa đầu tiên trên đất Lào, ta đã thắng địch. Tập thứ nhất đến đây chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tập chót là tập thứ hai.